Bạn đang xem Người Đưa Tin TV. Thưa quý vị, thời gian qua, hoạt động tín dụng đen gây ra nhiều nhức nhối trong xã hội như việc siết nợ, ném chất bẩn, đe dọa giết người, cưỡng đoạt tài sản, cố ý gây thương tích. Mới đây, trên phố Bạch Mai, phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, một nhóm người đã có hành vi côn đồ hung hãn, đâm trọng thương con nợ. Qua thông tin, gia đình nạn nhân cho biết, tháng 5 năm 2019, anh Đào Việt Hưng có vay 20 triệu đồng của hai người có tên là Mạnh và Việt với lãi suất 5.000 đồng 1 triệu một ngày. Từ đó đến nay, anh Hưng đã trả khoảng 40 triệu đồng tiền lãi, còn 20 triệu đồng tiền gốc. Do khó khăn nên anh Hưng xin trả chậm vài ngày, nhưng chủ nợ từ chối và đe dọa phải trả ngay nếu không sẽ xử. Em mượn của anh Mạnh kia 20 triệu khoảng 1 năm. Cũng giả lãi cũng là đều thời điểm mà xong là khó khăn thì cũng bảo là thôi giả gốc, nhưng mà cũng giả được một lần, nhưng mà vì khó khăn quá thì bảo thôi thì thư mình dồn, mình gửi dồn đấy. Thế thì anh Mạnh thì anh Việt có nói tôi là bây giờ không cần tiền nữa, mà gặp ở đâu là xử lý ở đấy. 14 gặp anh Việt, anh Mạnh bây giờ gặp tôi ở phố Bạch Mai, 59 phố Bạch Mai, thì gọi tôi ra thì hỏi tiền đang như nào. Tôi bảo anh là vào uống nước đã, nói chuyện thì hai anh nhảy xuống là đánh tôi. Tôi có chống cự thì anh Việt anh cầm dao ra anh đâm, một anh Mạnh anh ôm đấy. Thì anh Mạnh anh có nói câu đâm cho nó lát đi đấy, thì xong thì hai anh ấy bỏ đi. Xong rồi tôi đi vào viện. Sự việc xảy ra khiến sức khỏe của anh Hưng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Kết quả giám định thương tật, tỷ lệ tổn hại sức khỏe đối với anh Hưng là 12%. Dư luận cũng như gia đình anh Hưng rất bức xúc với hành vi coi thường pháp luật, đe dọa tính mạng người khác của những đối tượng tham gia hành hung anh Hưng. Trao đổi với phóng viên, đại diện công an quận Hai Bà Trưng cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, đơn vị đã và đang tiến hành điều tra, xác minh. Cảm ơn bạn đã xem Người Đưa Tin TV.